Thưa quý vị, xâm phạm bản quyền tranh trong giới mỹ thuật, câu chuyện đã không còn xa lạ với chúng ta. Tuy nhiên, khi hiện trạng xâm phạm ngày càng nhiều, với con số các họa sĩ bị xâm phạm bản quyền ngày càng tăng, thì một nhóm các họa sĩ đã rất bức xúc tập hợp lại với nhau để cùng lên tiếng đòi lại công bằng. Đã có 8 họa sĩ lên tiếng bị những đơn vị sản xuất áo dài xâm phạm bản quyền các tác phẩm tranh cho đến thời điểm này. Tuy nhiên, con số này được giới mỹ thuật đánh giá là vẫn còn tiếp tục tăng, vì nhiều họa sĩ đã vào cuộc rà soát lại các mẫu áo dài trên mạng để tìm kiếm xem tranh của mình có bị xâm hại bản quyền hay không. Khi một họa sĩ đã mất rất là nhiều công để sáng tác ra cái tác phẩm của mình thì bao giờ họ cũng mong muốn là tác phẩm của họ là độc bản. Với cái việc mà sử dụng bừa bãi và vô ý thức đối với rất là nhiều các hãng như hiện nay thì tôi thấy rằng nó gây một cái hậu quả lớn, khiến cho tranh của các tác giả không được coi trọng. Cái tác phẩm của mình tạo ra, họ sử dụng những cái hình ảnh đó nhưng mà họ không nói một lời nào và cảm thấy rất là ức chế, khó chịu về những cái hành vi đó. Chỉ qua những thao tác đơn giản ở trên trang mạng cá nhân của các họa sĩ, những đơn vị này đã có thể thoải mái tải những bức tranh về, từ đó tùy ý sáng tác, cắt ghép một cách khiên cưỡng lên tà áo dài. Tranh giá vẽ, nó là cả một không gian, đời sống tinh thần của họa sĩ ở trong đấy. Đưa một bức tranh dù đẹp đến mấy chăng nữa vào áo dài, không khéo thì nó thành xấu bức tranh, xấu cả áo dài đi. Có đơn vị thì là cho rằng là tôi đưa lên mạng xã hội công khai thì họ có quyền họ dùng và họ cũng không cần phải xin phép. Đến khi người trong cuộc lên tiếng thì sự quanh co và chối bỏ trách nhiệm là thái độ mà các họa sĩ nhận được. Không phải xưởng em làm, còn nhiều xưởng khác làm. Em chỉ làm nhái lại của xưởng người ta thôi. Bên em là xưởng in nhỏ lẻ thôi, không biết về vụ tác quyền sản phẩm. Khi mà lên tiếng mà chỉ có một mình thì nó cô độc, không có ai ủng hộ và như thế thì nó tạo thành một cái sự nhờn. Và những cái đơn vị đấy thì người ta coi thường, người ta thấy mình làm thế chả sao cả, ông kêu chán ngoài mồm. Chưa bao giờ vấn nạn xâm phạm bản quyền tranh trong giới mỹ thuật lại cùng được các họa sĩ lên tiếng đồng loạt như vậy. Bởi sức lao động, sáng tạo và tính mỹ thuật trong các tác phẩm của họ đã và đang bị các đơn vị cá nhân mang ra làm lợi ích cho mình.